Khoảng 19 giờ 40 phút tối ngày hôm qua, mùng 1 tháng 4, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà gỗ nằm ven kênh Tàu Hủ trên đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn nhà khác, khiến cả dãy nhà chìm trong biển lửa. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận 8 đã huy động nhiều phương tiện cùng các chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận dập lửa từ nhiều hướng. Cảnh sát kéo vòi rồng phun nước từ nhiều hướng ngăn không cho cháy lan. Do đám cháy nằm gần khu vực kênh nên cảnh sát dùng cả cano chuyên dụng xịt nước vào đám cháy. Ngọn lửa bùng phát mạnh, thiêu rụi nhiều căn nhà. Cho tới 21 giờ, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Rất may không có thương vong về người. Theo chính quyền phường 2, quận 8, đám cháy bắt nguồn từ một căn nhà mé sông, cháy lan sang các nhà khác. Tổng diện tích cháy là 470m². Vụ hỏa hoạn diễn ra hơn 1 giờ đồng hồ. Đa số những người có nhà bị cháy đều thiệt hại lớn về tài sản vì họ không kịp đưa ra ngoài. Có người chỉ quơ vội được ít giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhà rồi bỏ chạy ra ngoài. Có người thì nhà đã bị cháy sạch không còn gì, chỉ vỏn vẹn mỗi bộ đồ mặc trên người. Thậm chí có người còn không kịp mang dép mà chạy ra ngoài. Trong sáng nay, cảnh sát đang tiếp tục phong tỏa hiện trường khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Nhiều năm qua, thành phố Hà Nội đã tích cực trồng mới nhiều cây xanh trên các tuyến phố nhằm cải tạo cảnh quan môi trường và cải thiện chất lượng không khí cho thủ đô. Bên cạnh những mặt tích cực đó, vẫn còn có nhiều cây xanh đang bị xâm hại, làm ảnh hưởng đến cảnh quan và quá trình sinh trưởng của cây. Biển quảng cáo, đinh sắt hay vài chục mét dây điện quấn quanh từ gốc đến ngọn. Thậm chí là bị cắt ngang bởi một miếng tôn sắt như thế này. Mỗi ngày trôi qua, hàng nghìn cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bị bức tử công khai mà ít ai quan tâm ngăn chặn. Tôi nghĩ là không nên đóng đinh vào đấy thì là sẽ là không có mỹ quan, chứ cũng có thể ảnh hưởng một chút nào đấy về sự phát triển của cây. Cây xanh này trồng nó bao nhiêu năm nay nó mới được một cái cây rất là quý cho thành phố đẹp mấy cả mát. Bây giờ đóng như thế là đinh điếc các thứ nó vào thân cây, là nhiều khi mưa gió là nó ngấm vào cây, là người đi đường là nhiều khi nó xảy ra mưa gió là nó đổ là rất là nguy hiểm. Từ lâu, cây xanh trước cửa nhà ai thì gần như được mặc định là cây thuộc quyền sở hữu của nhà đó. Thế nên họ cứ tùy tiện đóng đinh, đổ bê tông kín gốc cây như thế này mà không bị ai ngăn cản xử phạt. Kiểu nó cứ lõm lõm xuống, người ta quét nó khó mà, đấy, xong bắt đầu nó láng xi măng rồi. À, nó sạch quét mặt thẳng luôn. Đấy. Nhưng mà ở dưới vẫn là đất chứ không phải là cả một cái khối bê tông đâu. Cái đinh đó không phải là đinh nhỏ mà cái đinh nó đinh rất lớn, và nó khi vào nó vào thớ gỗ và ảnh hưởng đến cái mạch li be và có thể là sâu rồi là nấm, có thể nó theo các cái vết đóng đinh đó nó vào gây ảnh hưởng đến cây. À, cái thứ hai nữa là khi các cái hộ dân ở mặt phố treo các cái đèn led quấn xung quanh thân cây thì thực tế ra đây là một cái rất ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây. Theo Điều 34, Nghị định 38 năm 2021 của Chính phủ, hành vi giăng dây, giăng đèn trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vật dụng khác vào cây xanh ở những nơi công cộng, đường phố, công viên không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng, phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng với hành vi đổ phế thải, chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh. Tuy nhiên, việc xử phạt không được thực thi nghiêm túc, dẫn đến tình trạng cây xanh ở Hà Nội bị xâm hại ở nhiều mức độ khác nhau và thậm chí chết dần, chết mòn hoặc ốm yếu, quặt quẹo như thế này. Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm, xe đầu kéo, xe tải từ 60, tải trọng trên 30 tấn sẽ chuyển sang đi quốc lộ 1, chạy song song cao tốc Cam lộ La Sơn. Tuy nhiên, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị lo ngại cấm xe tải trên 30 tấn, xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm đi cao tốc Cam lộ La Sơn sẽ làm tăng áp lực giao thông cho quốc lộ 1. Theo đó, vào ngày 1 tháng 4, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã gửi văn bản không đồng tình phương án cấm một số các loại xe trên cao tốc Cam lộ La Sơn do Cục Đường bộ Việt Nam đưa ra cuối tuần qua. Theo cơ quan này, kể từ khi đưa vào hoạt động, cao tốc Cam lộ La Sơn và La Sơn Túy Loan đã chia sẻ giảm tải cho quốc lộ 1 từ 30 đến 40% lưu lượng, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Trước kia, tai nạn trên quốc lộ 1 chiếm từ 48 đến 50% tổng số người chết trên toàn tỉnh, cho đến nay giảm chỉ còn 18 đến 20%.
Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cũng gửi văn bản cho Cục Đường bộ Việt Nam bày tỏ không đồng ý phương án phân luồng xe sang quốc lộ 1. Lý do cao tốc Cam lộ La Sơn đưa vào khai thác đã giảm rất lớn lưu lượng ô tô qua thành phố Đông Hà và quốc lộ 1 phía nam của tỉnh. Năm 2023, tỉnh cũng đã giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông. Cơ quan này cho rằng việc phân luồng xe tải nặng và xe khách trên 30 chỗ sang quốc lộ 1 xuyên qua thành phố Đông Hà sẽ khiến ách tắc tai nạn giao thông tăng trở lại. Những ngày gần đây, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đang chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ dự án. Hơn 100 mũi thi công, hơn 2.000 nhân lực đã liên tục làm việc 3 ca 4 kíp trên công trình cao tốc này nhằm gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại. Thời gian gấp, khối lượng công việc còn nhiều. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, tất cả đang nỗ lực đưa dự án cán đích vào dịp 30 tháng 4 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Tại gói thầu XL01 thuộc dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, dù đêm đã khuya nhưng công nhân vẫn miệt mài đan sắt thép để đổ bê tông những nhịp cầu cuối cùng. Đôi bàn tay thoăn thoắt, những giọt mồ hôi đổ xuống trên công trường với quyết tâm sớm nối thông những nhịp cầu. Anh em cố gắng hết khả năng để phục vụ để cho đạt yêu cầu nguyện vọng là cho kịp tiến độ, cho kịp thời cuộc đường cao tốc để lưu thông được hoàn hảo hết. Hiện tại là các hạng mục đường gắng chính thì đơn vị đã hoàn thành. Còn bây giờ là có một số hạng mục nữa, thì hạng mục mặt cầu, hạng mục nhỏ lẻ còn lại thì anh em đang tăng ca 3 ca 4 kíp để hoàn thành công việc. Còn tại gói thầu này, đơn vị thi công đã huy động hàng chục phương tiện, máy móc công nhân để giải thảm lớp cấp phối đá răm. Do thời tiết không ủng hộ nên đơn vị thi công phải tranh thủ làm ngày làm đêm để kịp tiến độ đề ra. Các công nhân chia ra nhiều ca, kíp làm việc khẩn trương đến 4-5 giờ sáng mới nghỉ. Hiện tại bây giờ là đường găng của đơn vị là chính là cái lớp cục phối đá răm gia cố xi măng. Thì hiện tại bây giờ đơn vị tiến hành giải cả ban ngày lẫn ban đêm. Hiện tại là anh em công nhân chúng tôi là đang cố gắng thi công đến tận 4-5 giờ sáng, không ngại thời gian, không ngại thời tiết, và quyết tâm là có thể là hoàn thành mục tiêu đề ra. Đối với hạng mục hầm đường bộ Thần Vũ, hạng mục được xem là đường găng của dự án do địa chất yếu, nên vỏ hầm thi công đến đâu thì các hạng mục như nền đường hầm, hệ thống thoát nước, cơ điện sẽ được thi công đến đó. Nhà thầu đang huy động gần 500 nhân lực, tăng gấp đôi so với tháng trước để đẩy nhanh tiến độ dự án. Thì hiện nay dự án chúng tôi đã bổ sung là 103 mũi thi công thực hiện đồng loạt, và trong đó là những cái đường găng ấy thì chúng tôi thực hiện 3 ca 4 kíp làm ngày làm đêm từ rất là lâu rồi để đạt được bù lại được những cái thời gian mà chúng tôi đã mất. Chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đường găng của dự án gồm cầu Xuân Dương 1, cầu Xuân Dương 2, cầu Thần Vũ 2, hầm Thần Vũ. Các vị trí đắp đất gia tải trong phạm vi xử lý nền đất yếu, cùng với đó là đúc giải phân cách giữa, lưới thép chống chói, hàng rào lưới thép của các công trình phụ trợ. Quyết tâm đến 30 tháng 4, dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ về đích đúng kế hoạch đề ra.